Mỹ duyệt bán 135 tên lửa hành trình tầm xa cho Đài Loan. Loại tên lửa này có thể tấn công các mục tiêu trên mặt đất lẫn trên biển với tầm bắn vào khoảng 270 km. Lầu Năm Góc cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua việc bán vũ khí tiên tiến trị giá hơn 1,8 tỷ USD cho Đài Loan, đồng thời trình Quốc hội phê duyệt cuối cùng. Trong khi đó, Bắc Kinh đang coi thỏa thuận này là một hành động khiêu khích và cảnh báo sẽ trả đũa, đài RT đưa tin. Mỹ duyệt bán 135 tên lửa hành trình tầm xa cho Đài Loan. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng, DSCA, thuộc Lầu Năm Góc, chuyên giám sát việc hỗ trợ quân sự cho các quốc gia khác của Mỹ, hôm ngày 21 tháng 10 đã thông báo cho các nhà lập pháp về thỏa thuận bán 1,8 tỷ USD vũ khí cho Đài Loan. Việc mua bán bao gồm bệ phóng tên lửa gắn trên xe tải của hãng Lockheed Martin, hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao, HIMARS, tên lửa không đối đất tầm xa do Boeing sản xuất và bộ nâng cấp cảm biến cho máy bay chiến đấu F-16 của Đài Loan. Đặc biệt chú ý trong hợp đồng mua bán vũ khí lần này là lô 135 tên lửa không đối đất tầm xa AGM-84H thuộc biến thể Slammer. Đây là mặt hàng có giá trị lớn nhất trong đợt mua bán lần này với giá lên đến 1.008 tỷ USD. Loại tên lửa này vừa có thể tấn công các mục tiêu trên mặt đất lẫn trên biển với tầm bắn vào khoảng 270 km. Tính trung bình, mỗi quả tên lửa AGM-84H có giá gần 7,5 triệu USD. Lô hàng còn bao gồm 11 hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao, HIMARS, do Lockheed Martin sản xuất có tổng giá trị 436 triệu USD. Ngoài ra, còn có 6 hệ thống cảm biến bên ngoài để nâng cấp cho máy bay chiến đấu F-16 do công ty Collins Aerospace chế tạo với tổng giá trị là 367,2 triệu USD. Hệ thống cảm biến này cho phép truyền dữ liệu và hình ảnh thời gian thực từ tiêm kích đến các trạm trên mặt đất. Thỏa thuận này là thương vụ mua bán vũ khí tiên tiến mới nhất của Washington cho Đài Loan. Thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh có nhiều báo cáo cho thấy Mỹ đang có một loạt thương vụ chuyển giao vũ khí khác cho Đài Loan. Trong đó, hồi tháng 8, Mỹ đã hoàn tất một thỏa thuận lớn nhất với Đài Loan khi đồng ý bán 66 máy bay chiến đấu tiên tiến F-16V Viper trị giá 8 tỷ USD, máy bay không người lái MQ-9 V Reaper và nhiều ngư lôi, máy bay chiến đấu khác cho nước này. Những thương vụ này hiện đang trong các giai đoạn phê duyệt khác nhau. Mặc dù việc bán 3 hệ thống vũ khí được bật đèn xanh nhưng vẫn cần sự cho phép của Quốc hội mới được chính thức thông qua. Trung Quốc phản đối mạnh mẽ động thái của Mỹ. Theo hãng tin Reuters, việc Mỹ chốt hợp đồng bán vũ khí trong thời gian ngắn cho Đài Loan cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh việc bán vũ khí cho Đài Loan trước ngày bầu cử. Tính đến nay, hợp đồng vũ khí Mỹ định bán cho Đài Loan trước ngày bầu cử đã lên đến 5 tỷ USD, nhưng sẽ được chia thành 5 đợt tùy thuộc vào tiến độ phê duyệt. Trong khi đó, Trung Quốc, vốn luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời, đã luôn phản đối mạnh mẽ các hợp đồng cung cấp vũ khí của Mỹ cho Đài Loan. Bắc Kinh khẳng định các thỏa thuận sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích an ninh của Trung Quốc và làm suy yếu quan hệ Trung Quốc-Mỹ. Trước đó, hôm ngày 13 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên từng nói rằng nước này sẽ có phản ứng phù hợp và cần thiết trước việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan trong thời gian tới. Đồng thời, Trung Quốc yêu cầu Mỹ nên chấm dứt ngay lập tức các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan. Hiện phía Trung Quốc vẫn không có biện pháp cụ thể đối phó Mỹ, nhưng trước đó nước này từng áp lệnh trừng phạt đối với các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ sau khi họ bán vũ khí cho Đài Loan, trong số đó có cả công ty sản xuất vũ khí Lockheed Martin.